Mình mở cái project cũ nhé, cái project config bằng email để mình so sánh nhé. Rồi, đầu tiên là vào file debugger này. Tạo dự án thì vẫn tạo giống nhau thôi, vẫn vào file này. Deal này. Em có thể code cùng anh được. Bài này cloud luôn này. Project. Vẫn chọn như hôm qua thôi, chọn Gradle này. Advanced setting này, mở advanced setting ra. Cái artifact lên mới giống nhau đúng không? Còn group này thì anh em đặt là K Academy. Đây là demo đây. Còn thích ra nhé. Chọn Groovy ở đây. Đính ra. Cái này Huy chắc nhìn lạ. Điều vậy. Maven chỗ này thì là tạo theo đường Maven luôn. Chọn chỗ này là đường Maven luôn. Nhưng mà mấy bài này làm quen với phần mềm nhiều cái tạo cách dự án khác nhau đúng không? Nhiều cách tạo khác nhau. Trước thì nó còn giữ cả Maven các đồ riêng, bây giờ nó để một cái thư mục lớn của Maven thôi. Rồi sắp đoạn này chưa? Rồi ấn vào Create thôi. Zip này. Không qua tài khoản này là tài khoản khác, nhưng mà có phải đúng giờ không hay là có đóng giờ không? Không đóng giờ nhưng mà anh coi anh bảo là nhiều anh chắc chắn rồi. Ừ thì vẽ được mà tài khoản kia phải tài khoản đấy đâu. Rồi bây giờ mình sẽ thêm thư viện rồi nhé. Thì gồm thư viện của Spring MVC này. Mình nên lên mình tìm. Mở là repository này. Mà trang Maven repository. Rồi bây giờ mình sẽ tìm một thằng là Spring MVC đó. Spring Web MVC. Đấy trang web này này. Hoặc là lưu lại cái địa chỉ trang web này đi. Để trang này nó là trang thư viện của Java. Cái bản 5.2 á. Bản 5.3.2. Đây, cái bản này đi. Đây, bản nhá. Thì ở đây nó có hai cái Gradle và Maven đúng không? Thì mình đang config cho đường Gradle thì mình sẽ chọn Gradle. Còn đây là tương đương với copy rồi. Quay lại đây mình paste vào. Đó.
Đây là thư viện của Spring MVC này. Bây giờ mình đang được dùng giao diện GFT đúng không? Thì anh em quay lại cái file config ngày xưa anh em hay dùng ấy, lấy cái GFT L vào. Cho cả GFT L vào nhá. GFT L để dùng first này. Giao diện này. Còn cái thư viện GFT L không? Hoặc là tìm ở trên kia cũng được, tìm GFT L trên kia cũng được. Thì bản 1.2 file config ngày xưa anh em lưu lại ấy. Rồi tìm cho anh một cái nữa là API Sublet. API Sublet thì lấy thằng này, lấy thằng 4.0 đầu tiên nhá, lấy thằng phiên bản mới nhất này. 4.0.1 cái 4300 UZ này. Rồi. Cho thư viện API Sublet vào này. Tìm từ khóa là API Sublet. Tìm từ khóa là API Sublet. Này. Rồi, anh thử hello. Hello mà. Trời ạ. API Sublet này thì nó sẽ ra một cái gọi là Java Sublet API này. Kích vào xong rồi lấy phiên bản mới nhất 4.0.1. Rồi nhá. Có GFTL rồi này, API Sublet này, Spring MVC này. Xong rồi thêm một cái ID World ở đây đúng không? Để config chúng view này. Đấy, bản đây, bản đây. Tìm cái giết tiêu đó. Để gửi lại cho hai cái đấy cho. Ném một cái file nào đấy lưu ở trong máy của mình nhé. Nhưng mà cũng phải biết cách tìm ở đâu đúng không? Sau này còn phải đi tìm những thư viện khác nữa. Trong công việc có thể phải đi tìm thư viện khác. Rồi sau khi thêm ID qua này, ba thư viện này thì mình bui nó ra thôi. View ra. Rồi như hôm trước thì mình sẽ config bằng XML, mình tạo web app rồi mình tạo web IDF ở dưới rồi mình tạo các file email đúng không? Thì hôm nay mình sẽ config bằng Java. Ví dụ Java thì cứ tạo trực tiếp bằng class Java thôi. Đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái package package.academy như này. Sau đó tạo một cái package config ở trong. Config. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái class là app config nhé. App config ở trong này. Tên app thì anh em đặt thế nào cũng được, biết anh em phải hiểu được cái luồng của nó. Thì bây giờ nếu như anh đặt thế này thì liệu nó có luồng chạy ở trong cái class Java này không, với cách tạo dự án như này. Để anh cứ thử tạo một cái hàm main trong này nhé, như ngày xưa nhá. Xem có luồng chạy hay không. AutoCAD vào chạy thử. Bây giờ là như kiểu class Java Core nhé, tạo một hàm main trong này.
Để anh chạy Tomcat thử xem nó có luồng chạy không. Rồi, nó chạy ra 404 nhá. Bây giờ xem có luồng chạy trong này không. Không có bất kỳ cái gì ở trong này, không có bất kỳ một cái thông báo nào. Đúng không? Chứng tỏ là thì cái class này không hề có luồng chạy. Đúng không? Thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình nếu mà muốn config bằng framework đúng không? Thì phải config xuất phát luồng chạy ở đâu đấy. Nó phải có cái luồng chạy khởi điểm ở đâu đấy. Đúng không? Mà như này thì nó không có luồng chạy rồi. Thì cái luồng chạy ở bên framework thì nó xuất phát từ thằng nào? Của xuất phát từ container, nó phải xuất phát bất từ config, đây là từ config của mình mà. Bây giờ mình phải tạo ra cái luồng chạy xuất phát từ config này. Thì nó phải kế thừa một cái gì đấy. Kế thừa abstract. Đây, cái lớp dài nhất này. Abstract annotation config debugger servlet init. Abstract annotation config debugger servlet initializer. Đây. Đấy, cái dài nhất này là abstract annotation config debugger servlet initializer. Đấy. Kế thừa thằng cha này. Và bây giờ thằng cha này nó có cái gì thì bây giờ mình sẽ là gì implement các method abstract của nó ra đúng không? Rồi, thì bây giờ anh sẽ đặt thử cái sysmount ở trong ba cái hàm này. Sysmount 1 này. Sysmount 2. Rồi. Sysmount 3. Bây giờ anh chạy lại dự án. Đây anh em thấy 123 đấy chưa? 123 này. Thì chứng tỏ là gì? Đã bắt đầu có luồng chạy ở trong cái class AppConfig này. Và luồng chạy nó phải chạy từ xuất phát từ ba cái hàm này. Đúng không? Thì thằng này nó giống như cái file webapp ngày xưa của mình ấy, webapp ở bên thằng webxml ấy. Giống cái thằng webxml ở cái config ở cái bài trước. Đây, nó giống thằng này. Khởi điểm của luồng chạy nó chạy từ đây. Đúng không? Thì bây giờ nó sẽ phải là gì? Config sang view và controller, đúng không? Thì nó tạo giống như thằng debugger servlet này, là config view sang controller và view đấy. Debugger này. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một class khác giống như thằng debugger đấy. Thì mình đặt tên thế nào cũng được, có thể là đặt tên là webapp đi. Webconfig đi. Webconfig như này. Thằng này sẽ kế thừa cái thằng implement webconfig. Web MVC này, config này. Interface nhá, nó là interface nên là dùng implement. Còn thằng kia nó là class là exec. Rồi, bây giờ mình cũng phân tích thằng này so với thằng debugger nhá. Thằng debugger nó có một cái context annotation config, đúng không? Thì nó để tạo ra cái class config, tức là cái này là config, khi đánh dấu là config này thì nó có thể khởi tạo các bin của thằng MVC vào. Các bin của MC bản chất là đối tượng, các đối tượng. Đây, cái này là class này. Thì bản chất nó là khởi tạo các đối tượng vào trong file config để thằng MC nó quản lý. Thì thằng này mình tạo ra class như này đúng không? Thì nó cũng sẽ tương tự như thằng này. Phải đánh dấu thằng này là config, class config này. Thông qua cái annotation là configuration. Yeah. Annotation configuration tương đương với cái thằng này, context annotation config này, này, đúng không? Cái thứ hai là sẽ phải là gì? Mở cái thằng driver của thằng MVC ra. Đấy, thì cái annotation đấy là a cộng inap web MVC. Là MVC.
Enable. 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 Đi à. Tiếp tục. Bây giờ mình sẽ quay lại thằng này. Nó cần một cái gì? Scan đường chạy xuống controller. Đúng không? Trước nó là gì? Context Kubernetes scan này. Thì bây giờ mình cũng sẽ phải scan đường chạy xuống controller ở trên này. Thì bây giờ nó là gì? A cộng Kubernetes scan. Không có S nhá. Đó. Thằng này chính là cái thằng sẽ config luồng chạy xuống controller này. Đấy. Biết. Chưa dùng bao giờ. Anh thử hỏi hỏi Google. Định viết Facebook mới. Rồi bây giờ mình tạo package controller nhá. Controller. Cứ biết là mình không được có S đâu. Yeah. Rồi thì thằng này bây giờ nó sẽ config xuống cái package controller này. Thằng controller làm trong decay đúng không? Decay. Không gì đâu. Nó chỉ báo đỏ khi em có sai thôi. Academy.controller. Đây nha, ví dụ như là anh gõ sai từ Academy này đúng không? Đấy, nó sẽ báo đỏ này. Đấy, khi mà nó đúng thì nó sẽ thành màu xanh. Hoặc là mình xóa controller đi thì là không có đúng không? Thì nó chỉ quét được đến decay Academy thôi. Đúng không? Thì phải quét đến cái thằng controller thì nó mới controller mới có luồng chạy đúng không? Thì phải tạo package controller. Sorry. Controller này nó phải nằm trong thằng decay. Đấy, đúng không? Rồi, thì tiếp theo nhá, mình so sánh với cái thằng hôm qua tiếp. Bây giờ nó phải khởi tạo một cái bin để liên quan đến view. Đúng không? Cái bin này thì nó là config đến cái file mà mình muốn trỏ đến. Có đường dẫn này, đúng không? Tiền tố và hậu tố. Tiền tố là đường dẫn đến cái thư mục view này. Rồi nó là file gì này, file kiểu file gì này. Thì cái thằng lớp internal resource view resolver này là nó dành cho thằng GSP này. Đúng không? Thì tương tự như thằng config này, mình sẽ phải khởi tạo một cái bin ở trong này. A cộng bin. Đấy, bây giờ nó là A cộng bin. Cái gì hai nháy em? Đây á. Đây hai nháy nhá. A cộng bin này. Bây giờ tạo ra một cái thằng public view resolver. Nó là một interface view resolver này. Được. Nó là kiểu dữ liệu nhá. Giống như thằng này. Thằng này nó là view resolver đúng không? Trong này là view resolver, ID view resolver này. Đúng không? Và tạo ra một đối tượng internal resolver. Thì bây giờ cứ là tên hàm đã. Mát code lại nhìn nó gọi. Rồi, trong này bây giờ mình sẽ khởi tạo ra thằng internal này. Mình tìm thằng internal không có không. Đây. Internal resource view resolver. Đây. Thằng này. Rồi bây giờ đặt tên biến view resolver. Khởi tạo đối tượng object như bình thường thôi. Bằng lưu internal view resolver. Như này. Thì giống như thằng config này đúng không? Nó phải tạo ra tiền tố và hậu tố đúng không? Là prefix và suffix đúng không? Thì thằng này nó cũng sẽ phải tạo ra tiền tố và hậu tố như thế. Là tí. Lấy view resolver này. Chấm set prefix và suffix này. Anh em nhìn thấy có hai phương thức của nó không? Set prefix này. Prefix thì là mình config từ web ILF đúng không? Web ILF này. Web search ở đây nhá. Nó sẽ search từ web app xuống này. Xuống web ILF này. Xuống
đến view này, giống như hôm qua đúng không? Ví dụ là mình cho sượt ở đây thì ở đoạn kia mình sẽ không cần sượt nữa, đúng không? Mình sẽ cộng thêm cái sượt đứng đằng sau view. Thì thằng này là tiền tố này, xong đến hậu tố đúng không? Chấm prefix, suffix đúng không? Suffix thì là bây giờ là chấm gsp, kiểu file gsp. Rồi sau đó mình là gì, return chính cái thằng là gì, view resolver này, bởi vì nó đang có kiểu dữ liệu view resolver mà thì phải return trả về. Bây giờ mình cần phải là gì, ghép lối hai file này lại với nhau đúng không? Giống như cái thằng này, thằng này hôm qua nó phải gọi hai file sang nhau đúng không? Nó gọi cái thằng web này, thằng web xml này, nó sẽ phải gọi cái thằng debugger sang thì nó mới có luồng chạy sang bên kia. Thì cũng giống như vậy, bên này cũng phải thế đúng không? Luồng chạy bây giờ nó xuất phát từ đây, khởi nguồn của luồng chạy xuất phát từ đây, thì thằng này nó phải gọi sang thằng này thì bên này mới có luồng chạy được. Thì bây giờ mình gọi nó vào cái phương thức đầu tiên này đi, thì cách gọi của nó là ấn bỏ cái số 0 này đi, thêm một cái cặp bằng nhọn ở phía sau. Sau đó mình sẽ gọi sang quest-config.class. Và tương tự như thằng này nó sẽ phải gì, config cái ánh xạ sượt ở chỗ này này, URL pattern này. Thì cái đoạn config đấy nó thay cho cái thằng này. Thêm một cái sượt ở đây. Còn cái này có thể là dành cho config security bảo mật sau. Cái này anh em học sau. Rồi, thì sau khi gọi sang được đúng không? Thì mình thử đặt một cái system out bên này xem nó có luồng chạy không. System out đây là 4 nhá. 4 vào đây. Rồi, bây giờ anh thấy số 4 rồi này, đúng không? Đã có luồng chạy sang bên class quest config rồi. Thì chứng tỏ là view của mình cũng ok rồi. Thì bây giờ tương tự như các dự án qua thôi, mình sẽ phải tạo ra web app rồi tạo ra view, tạo ra web ILF. Thì cái thằng web app đấy nó đứng ngang với thằng thư mục Java này, thì nó tạo từ main. Mình phải chuột vào main. Sau đó chọn directory. Đặt tên là web app. Web app có một cái chấm màu xanh nhỏ nhỏ như này là ok. Sau đó mình sẽ tạo web ILF ở dưới thư mục web app. Web ILF dưới web ILF sẽ là view. Rồi, đấy. Thì bây giờ mình muốn tạo cái thư mục gì ở trong view đúng không? Thì là ví dụ như là trong view mình muốn quản lý student chẳng hạn, thì là đặt tên là student, một thư mục student nữa. Trong student có các file gsp chẳng hạn. Thế là list này, list gsp. Chưa sửa soạn, list. Rồi bây giờ mình thử đặt một cái H1 ở đây. Xong mình thử trò đến xem nó có chạy được không đúng không? H1 ở đây là student mother đi. Trò nó về giữa đi. Style center. Hello blue. Thì bây giờ mình sẽ phải điều hướng từ thằng gì, controller xuống thằng file gsp này đúng không? Giống như các bài trước thôi. Nó chỉ khác ở config thôi, các bài trước tương tự. Bây giờ mình sẽ tạo ra một thằng gì, student controller. Thì với các class controller thì mình sẽ phải đánh dấu nó là gì? Controller đúng không? Điều hướng. Đánh dấu nó là controller, allocation controller. Bây giờ mình sẽ tạo một cái get mapping để điều hướng đến cái thằng list kia xem có điều hướng được tới không. Get mapping này. Rồi mình có thể là cho cái thằng request mapping ở trên này đi. Request mapping. Cho thằng này là sửa thôi, thằng chạy thẳng đến đây luôn. Thì get mapping mình sẽ không cần phải cho anh xạ nữa, đúng không?
Haptic. Dùng module Envio đi. Cho nó khác bài hôm qua đi. Đây là dùng module Envio. Thằng module Envio này nó có thể gì? Add trực tiếp cái điều hướng vào được. Show list student này. Đây. Trả về một module Envio nhé. Thì mình khởi tạo xong module Envio ra. Module Envio bằng lưu module Envio. Bây giờ nó sẽ là gì? Trả trực tiếp cái thằng điều hướng ở đây này. Thì ở trên file config của mình là đã có gì? Sượt ở đây rồi đúng không? Thì ở đây mình sẽ không cần phải đến, không cần phải gõ sượt tiêu đơn nữa. Bây giờ nó phải là từ view xuống tiêu đơn đúng không? Thì mình có sượt rồi. Thì bây giờ chỉ là tiêu đơn thôi. Sượt này. Lít. Thấy có cái gạch chân trắng ở dưới thì có nghĩa là có vẻ ok. Có triển vọng. Có triển vọng. Mà gạch vàng vàng là thấy nguy hiểm ấy. Xoắn xoắn dưới này thấy nguy hiểm ấy. Xoắn xoắn vàng vàng là lạ đấy. Và bây giờ return mua đồ ấn view. Xoắn à? Xoắn à? Xoắn đi xem lại cái object config này này. Xem các đường dẫn của nó đúng chưa? Nó phải là gì? Đường dẫn từ web app xuống đúng không? Web app này xuống web ILF này, xuống view này. Thì cộng thêm một cái sượt này thì xuống student mình chứ không cần phải sượt nữa. À, cái có cái gạch trắng này nhìn có triển vọng à. À. Còn kiểu gạch vàng vàng như kiểu fix lỗi chính tả ấy. Còn nếu mà có bốn vừa gạch niên và vừa xoắn xoắn là lỗi chính tả đấy. Rồi bây giờ anh chạy thử nhá, xem nó điều hướng đến được chưa. Rồi đấy, đến được file zip rồi. Đấy của anh thế là đến được rồi đấy. Đấy thì config bằng Java thì nhìn nó có vẻ là tương minh hơn nhỉ, nó đỡ rắc rối hơn. Thì khởi nguồn của luồng chạy nó sẽ xuất phát từ thằng này, thằng class này này. Xoắn được sao biết sai chính tả, sai chính tả giống thằng cây này, nó không phải tiếng Anh này. Đúng à? Quái nó cùng phe mình sao mà nó to miệng hết biết. Giờ tân đầu ấy.
giết một ông để gọi cái ông gì đó từ đầu giết nhau này học vấn nghiệp nó may nghiệp ít ông có đào mộ thì mới treo cổ đấy thì đào mộ với treo cổ thì ông cười là nghe là con nói đúng không rồi nó đang làm đội hết chức năng rồi đúng không đúng rồi em bảo là cái điều giao viên là nó được chọn hai người không anh chọn anh là người nhưng mà cái ông này vẫn dậy ông này nó phải hiến toàn bộ mình xem ông đào mộ ông chơi rồi bây giờ mình sẽ thử làm một cái ứng dụng karaoke nhá. Thì tạo ra packet model theo mô hình MVC đó. Tạo ra packet model. Model service. Rồi packet service, đúng không? Tạo ra class student. Student. Trong này có ID. Private long ID. Private string name. Private string email, private string địa chỉ chẳng hạn, và tạo constructor. Getter and setter. To save. Lên email address. Phải liên tục nha. Người rồi thì bây giờ tạo ra service, một interface student service, hai student service, rồi trong này bây giờ xây dựng các phương thức thêm sửa soạn trả về một list student file own về một đối tượng student là file ID. ID. Bây giờ mình là dùng kiểu long đó, thì là long ID. Rồi void shape long. Long nhé. Dùng long cho máu. Làm gì đấy nhỉ? Chơi nhỉ? À đi đi. Xong. Đi. Thêm sửa soạn. Thu là sai chuẩn là báo tố ấy nhỉ? Là báo tố người khác. Em làm dép đầu xong tự dừng đấy, offer đấy, làm dép. Offer 2k. Sari tận 2k đang ngồi. Lòng thường thế này, lòng nhìn thế kìa. Lòng to á, lòng to á, thích lòng to hay đúng. Xong này gặp lại rapper class luôn. Rồi bây giờ triển khai các service thôi. Tạo một student service ra. Ở bên model thì để long ạ. Ừ, bên model để long mà. Để long to. Long to mà. Ai để long nhỏ. Thằng này sẽ implement interface đúng không? Implement interface. Triển khai các bước ra. Và bây giờ tạo ra một cái public static. Một vùng nhớ list student. Student list bằng view list.
khởi tạo qua biến surface thì dùng cái gì Thu nhỉ? Đây, anh muốn khởi tạo list mà kiểu biến hay khai báo là static thì khởi tạo các giá trị của cái list student này, anh muốn add các giá trị vào ấy. Thử nhá. Đây, nó còn không nhắc lệnh nữa đúng không? Đây, nó có nhắc lệnh đâu. Đúng cái gì đâu? Đấy, bây giờ đây đấy, anh gõ nó có nhắc lệnh đâu này, nó không lên này. Đây, cố tình gõ nhá, copy này, đây chấm này, ạt này, nó còn không nhắc lệnh cơ này, bỏ loan mà. Có lần có thăng hương, hôm nay nó chân trái đang được rồi, chưa thăng hương, nó vẫn đỏ, thấy không? Thử gọi bên này mà. Cái biến này đang khai báo là gì? Biến này này đang khai báo là gì? Static. Ừ. Không có khái niệm gì luôn. Thua thì gọi bên ra nó gợi ý luôn này. Để khởi tạo cho biến static thì là khối static. À. Khối static này nó được loát khi mà class này khởi chạy. Đúng không? Nó luôn được chạy đầu tiên. Ừ, thì bây giờ nó nhắc lệnh như này, đúng không? Giờ nhắc lệnh như này. Đấy, thì bây giờ không đỏ nữa rồi này, đúng không? New student. Đấy. Một bây giờ kiểu long thì phải là L. Xuân. Một lần. Một lần. L. Email. Địa chỉ Nam Định. Một. L này cũng được mà L to cũng được. L to. Ai. Tiêu đến 2 L to. Thu a cộng gmail.com. Thu ở đâu nhỉ? Phú Thọ. Phú Thọ. Điều Yến nó xin đi muộn kinh nhỉ. Xong đến lúc một lần phố rách lại đi. Phố Nam Cường. Không, mua đôi này nặng nữa vì nó nhiều công nghệ. Mẹ con em bảo là tí quả ăn cua lời và nữa. Nhiều công nghệ hả? Bây giờ return student list ở đây. Là, cấm rồi bây giờ sẽ quay lại controller để đổ cái list lên đúng không? Student controller. Thì bây giờ như ngày xưa ấy, như ngày xưa là anh em sẽ dùng như này. Private là gì? Student i student đúng không? Như module trước mình sẽ dùng như này, i student này, xong rồi student này.
tiêm đúng không? Bằng lưu như này đúng không? Nhưng mà mình nếu mình tạo nhiều controller khác nhau đúng không? Thì mình sẽ phải là khởi tạo rất nhiều đối tượng này. Thì cái từ khóa lưu này thì nó khởi tạo đối tượng ở đâu? Đối vùng nhớ nó khởi tạo ở đâu? Em còn nhớ không? Với từ khóa lưu trong Java. Từ khóa lưu này. Khi khởi tạo đối tượng thì nó sẽ tạo ra vùng nhớ ở đâu? Rồi nó sẽ mỗi lần từ khóa lưu này đúng không? Nó sẽ đẩy vào vùng nhớ heap ở trong Java. Đấy, cái vùng nhớ heap này. Đúng không? Mà nếu mình khởi tạo quá nhiều đối tượng này thì nó sẽ là dự án mình nó sẽ tốn vùng nhớ và nó không tối ưu. Đúng không? Thì với thì mình khởi tạo này vẫn ok đúng không? Vẫn được đúng không? Vẫn có thể gọi ở đây được đúng không? Vẫn có thể là gì? List như này. Một list student đây bình thường. Này đúng không? Student list này. Bằng này, student service đúng không? Chấm vẫn gọi ra bình thường. Không sao cả, đúng không? Nhưng mà sang framework thì nó bảo không nên như này. Nó bảo là dùng autoride đi. Autoride. Private I student service như này. Đấy. Nhưng mà như này thì nó đang báo lỗi. Mình sẽ khâu vào chỗ ra sẽ bảo cái gì? Nó bảo là gì? Low bin. Đúng không? Low bin. Of I student service. Nếu muốn dùng được cái autoride như này ấy, thì nó phải khởi tạo bin của nó ở trong container của thằng Spring thì nó mới chạy được. Cho nên bây giờ mình sẽ phải bin nó vào config. Đấy, giống như vừa lên mình bin thằng này này. Thì muốn dùng được cái đấy phải bin vào đây. A không bin. Public I student service. Student service. Thì tên student service nhưng mà phải là này. Bây giờ mình quay lại đây. Đấy, hết lỗi. Đấy, đúng không? Thì mình sẽ phải bin nó vào đây. Bin thì bản chất nó là khởi tạo đối tượng thôi. Thì cái này có phải là mình sẽ khởi tạo đối tượng một lần duy nhất thôi, đúng không? Bin một lần duy nhất thôi. Mình có thể là gọi cái autoride này ghi đè. Autoride này ghi đè. Nó có thể ghi đè bất kỳ cái controller nào là mình muốn dùng cái service này. Và cái này nó tuân thủ theo cái DI của cái thằng framework. Nó có nhiều mặt gọi là lợi ích. Ví dụ là dễ bảo trì này, bảo dưỡng này đúng không? Và nó phân biệt được đâu là service và đâu là model. Đúng không? Phân biệt được đâu là service và đâu là model. Đúng không? Đấy. Với cả nó sẽ tiết kiệm được vùng nhớ cho mình đúng không? Tối ưu hơn về cái mặt vùng nhớ khi dùng autoride này. Đấy là nó phân biệt hẳn so với công nghệ cũ nhá. Cái đó không này. Nó cũng có thể ở đây là không phải là tiếng Anh thôi. Autoride nó không có nghĩa. Yeah. Thì bây giờ mình vẫn lấy được thằng list ra đúng không? Thì sau khi lấy list ra thì mình phải lém về tiêu. Thì phải thông qua cái gì đấy, attribute để lém ra đúng không? Thì bây giờ lém luôn vào trong thằng module view này. Dùng luôn thằng module view là chấm add object. Bây giờ sẽ là add object này. Thì bây giờ sẽ cho nó một cái key là list student. Là key này, đằng sau là value student list này. Để anh em đỡ phải là kiểu cái này bắt buộc phải giống nhau đúng không? Thôi cứ bắt buộc phải gõ giống hệt. Rồi bây giờ mình sẽ đổi sang bên thằng nít này đúng không? Dùng như là ngày xưa thôi. Bây giờ mình sẽ thêm cái tag list vào. Để mình có thể dùng được GSTL ở trên GSP. Cho tag list vào. Wow. Zalo gửi cả hai cái như thế.
À, bây giờ VST bù ra thôi. VST bù ra. T bù này. Rồi cho cái này border của T bù này. Rồi cho nó size width ra. Width 100%. Rồi đầu tiên là TR này, hàng này, tiêu đề này, số tự này. Rồi là TH name này. TH email này. Địa chỉ này. Đó. Bây giờ cắt TD thì là TD phát này. Nhưng mà bây giờ nó sẽ phải dùng gì đây? Save first ở đây đúng không? Để đủ các TD ở trong mảng ra. Nhớ lại save first này, item này. Bây giờ sẽ lấy qua thằng key mình khai báo ở bên controller. Đấy. Thì mình bây giờ nó sẽ hiện đại hơn là nó có nhắc lệnh này, cái lá màu xanh này. À, cái key của mình là thấy sẽ thấy là nó nhắc lệnh này, cái key của mình nha. Đấy. Không cùi như là sublet nữa đúng không? Rồi va này. Va thì mình khai báo cho nó là student thôi, viết tắt ST. Đấy. Mình sẽ đưa cái thằng TR này vào đúng không? Đưa cái TR này vào để đổ cái bảng của mình ra. Bây giờ tạo ra các TD ở trong này đó. Thì đô la ST.id. Rồi tạo ra 4 cột Ctrl D nhanh. Thì thằng này chấm đêm chấm mail đúng không? Đấy, bây giờ nó nhắc lệnh hết rồi đúng không? Ngày xưa làm gì có cái nhắc lệnh như này. Đấy đúng không? Rồi bây giờ chạy thử thôi. Đấy, đấy là list ra rồi. Đổ ra rồi. Rồi bây giờ ví dụ như là mình muốn kích vào lên thì mình detail ra một thằng đúng không? Thì mình phải xây dựng ở service cái thằng detail đã. Mình quay lại service student nhá. Thì bây giờ mình sẽ phải là gì? Dùng vòng lặp duyệt for i. Duyệt toàn bộ cái list chấm size. Nếu như mà student need.get i.get id và bằng bằng với thằng id thì trả về một thằng student đúng không? Trả về một thằng student là student.get.i là trả về một đối tượng student. Đấy, mình sửa cái thằng file id đó trả về một đối tượng student này quen rồi module 2 à module java core module 3. Rồi thì bây giờ phải quay lại đây đúng không? Mình kích vào cái thằng lên này chẳng hạn đúng không? Thì mình lại detail được ra một thằng student. Thì bây giờ phải là gì? Muốn kích vào mà detail được thì phải dùng thẻ A rồi. Dùng thẻ A. Như ngày xưa thì mình sẽ dùng gì? Action đúng không? Action đúng không? Nhưng bây giờ sẽ không cần phải action nữa. Mà mình chỉ cần là gì? Sượt này. Xong rồi đến bắt thằng ID vào. Hoặc là anh sẽ viết tường minh hơn ở đây để cho dễ hiểu lại. Quay lại đây, mình sẽ thêm một cái thằng student ở đây nhá. Mình thêm value vào. Nó có thể là bắt sượt cũng được này, hoặc là bắt student cũng được này. Này hả? Trở lại cái thằng request mapping. À, thêm cái value vào.
thì có nghĩa là cái thằng request mapping này nó chạy vào search cũng được, mà chạy vào search student cũng được. Cái gì hai nhảy em? Ừ đúng rồi, bắt buộc phải nhảy kép nhé. Java thì đa số là nhảy kép thôi. Value nhé, thêm value vào. Value vào mở ngọn ra. Trong đấy mới chuyển các ánh xạ vào. Tròn tròn này vừa á. Quả cầu. Thì bây giờ mình sẽ từ minh hơn ra, mình sẽ sượt đến student ở đây đúng không? Đây nó còn nhắc lệnh là get này, method get này đúng không? Là cái a cộng get mapping ấy. Nó chú thích ở đây cái một vuông get này. Sượt đến ánh xạ là student này, đúng không? Thì bây giờ nó chỉ cần là thêm bắt thêm cái ID ở sau nữa là được. Đúng không? Thì là sượt tiếp đến ID. Dola st.id. Đấy, điều hướng chỉ cần thế này không? Thì đưa cái thằng ST lên này vào cái nội dung của thẻ A đúng không? Đưa vào giữa này. Nó là nội dung của thẻ A. Rồi thì khi mà thằng này nó tích vào đúng không? Thì nó sẽ gọi trên param đúng không? Nó gọi trên param và có một cái sượt tiêu đơn và đến sượt đến ID. Bây giờ mình cứ thử chạy xem đúng như vậy không. Chạy đã đúng không? F5 lại. Đấy, thì bây giờ mình bọc thẻ A rồi đúng không? Thì nó sẽ thành chữ màu xanh như này. Kích vào chuẩn nhá. Đấy, thì có phải là hiện trên thanh trình duyệt của mình sẽ là đến sượt đến tiêu đơn, sượt đến ID không? Đúng không? Thì là chuẩn chưa tồn tại đúng không? Thì bây giờ mình phải cho nó chuẩn tồn tại. Đó. Đấy, thì nó bắt được theo cái ánh xạ này rồi. Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải bắt được cái ID ở trên đấy. Đúng không? Bây giờ mình phải bắt được cái ID ở trên đấy. Bắt được cái ID này này. Đúng không? Thì bây giờ bắt cái ID đấy thông qua cái gì? Ở trên slide bài hôm nay có nói về cái thằng muốn bắt được cái ID đấy thì dùng cái gì? Đúng không? Đây, bây giờ mình sẽ dùng đến thằng này. A còn path variable để bắt ID ở trên thanh công cụ đúng không? Trên thanh trình duyệt. Bây giờ mình sẽ bắt cái ID này thông qua A còn path variable. Thì mình sẽ viết ở trong controller một cái hàm để bắt đúng không? Quay lại student controller nhé. A còn get mapping. Phải nhảy này. Sợt này đúng không? Cái student nó sẽ cộng từ trên này xuống rồi. Thì nó là có student rồi đúng không? Thì bây giờ nó phải là sượt đến ID nữa đúng không? Sượt đến ID. Thì nó cú pháp nó sẽ viết như thế này. Sượt đến cái thằng ID này. Thêm cũng ngoặc nhọn vào. Rồi bây giờ mình viết cái hàm tương tự giống như thế kia thôi. Module view detail student này. Thì trong này nó có phải bắt được một cái ID ở trên trình duyệt xuống đúng không? Thì muốn bắt cái ID đấy thì nó thông qua a còng path variable đây nha. Để bắt ID này. Thì mình khai báo ra long ID ở đây. Lấy ID ra. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái thằng đối tượng student đấy thông qua service thôi. Student này bằng này. Student service.fileID này, truyền chính cái ID ở chỗ path variable xuống. Rồi bây giờ sẽ dùng module nview. Module nview bằng lưu module nview. Bây giờ mình sẽ điều hướng đến một cái file nào đấy ở bên GP đúng không? Mình tạo ra một cái file là detail. Detail ở bên GSP. Và tạm thời thì mình chưa code gì cả đúng không? Bây giờ mình cứ điều hướng lên đã. Thì bây giờ nó sẽ là gì? Từ student này sượt xuống này. Detail này.
sẽ có. Xong rồi mình sẽ add cái object vào, add chính cái thằng tiêu điểm kia vào đúng không? Model.view.addObject. Tức là khi student đằng sau là value student. Rồi return chính cái thằng model.view này. Đấy, luồng của nó sẽ là khi mình kích vào đúng không? Thì nó sẽ bắt được cái ID ở đây. Nó bắt được cái ID này. Ví dụ là mình bắt được ID 1 đúng không? Thì nó sẽ bắt được cái ID đấy thông qua path variable này. Đấy, thì nó sẽ bắt được cái ID 1 vào đây. Bắt được cái thằng số 1 vào đây. Đúng không? Bắt được số 1 vào đây thì có phải là nó sẽ lấy được một thằng student theo ID 1 không? Và nó sẽ add vào để mình đổi ra view thôi. Thì bây giờ mình sẽ đổi ra view. Thì mình quay lại thằng detail để mình đổi ra. Thì mình cứ dùng các thẻ bình thường đổi thôi. H1 này. Ví dụ lên nhé. ID mình không đổi. Đô la này. Thì bây giờ nó sẽ nhắc lệnh này. Đấy. Có student lá màu xanh này. Biểu tượng của Spring. Student này. Chấm này. Em này. Email này. Đô la này. Thằng D cho nhanh. Email là thằng này là chấm email địa chỉ đúng không? Chấm đến địa chỉ. Rồi chạy lại. Rồi, con lại trang chủ nhá. Bấm vào thu này. Đấy, thu, chưa lấy được à? Chưa có tag list được không? Không, đi quạt. Có gì mà có tag list ở đây đâu. Chưa return á? Return rồi mà. Service á? Cái đấy nó lấy trực tiếp được mà đúng không? Cần gì phải thông qua tag list đâu. Mình có dùng đến C if C out gì đúng không? Thế không nhắc luôn. Đấy, thì mình hôm nay mình biết thêm một cái gọi là gì, vẫn muốn lấy được cái ID này thì mình sẽ dùng path variable. Đấy. Điều hướng ngắn gọn hơn nhiều so với sublet đúng không? Sublet ngày xưa action trước suối cây các kiểu mới ra được. Đúng không? Việt nào đấy. Rồi bây giờ ví dụ như là viết thằng edit đi. Thì bây giờ sẽ tạo ra một thằng edit. Edit thì với edit trước đã đúng không? Tạo thêm một cái cột dành cho edit này. Thì phải tạo thêm một cái button edit. Đây. Thêm một cái td nữa. Từ này là tên này edit thôi. Làm thôi. Muốn bắt được đúng ID thì phải dùng thẻ A đúng không? Phải dùng thẻ A. Copy nguyên dòng này này. Dùng thẻ A. Chả phải sửa gì đâu. Sửa cái này thành ID đúng không? Cái này sửa đấy, sửa cái nội dung này thôi. Sửa nội dung này thành ID thôi. Đúng không? Vẫn là lấy ID mà. Sửa thành ID thôi.
thì kích vào đây thì ấn sửa đúng không? Thì mình kích vào đây thì mình sẽ phải gọi cái gì đấy, gọi để show ra form. Thì lưu ý đoạn chỗ này nhé, nó sẽ không thể đặt hai thằng ghép mapping giống nhau được. Ví dụ mình có thể không thể viết được như này, mình đang muốn lấy ID đúng không, mình định viết là như này cũng lấy được ID đúng không, nhưng mà nếu mà viết nó không báo lỗi nhé. Đây, ví dụ anh copy nguyên cái hàm này, cài cho đây luôn nhé, xóa này đi. Đây, ví dụ như này, anh đặt tên cái hàm này khác đi, là show form edit đi. Đấy, nhìn thì nó không lỗi nhá, đúng không? Nhưng mà nếu mình viết hai cái get mapping giống nhau như này, trùng nhau như này, thì nó sẽ bị bug ấy, nó sẽ bị lỗi. Thế là mình phải quy định cái ánh xạ gì đấy khác đi. Em ví dụ mình phải đặt ánh xạ đây là update chẳng hạn. Ánh xạ này phải khác đi. Vẫn là lấy ID đúng không? Nhưng mà bắt cái ánh xạ khác. Khi mình bắt ánh xạ khác thì thằng này có phải sửa không? Này phải sửa chứ đúng không? Có cần phải sửa không? Không cần. Không cần là bởi vì sao? Bởi vì là khi mình bấm vào đấy thì nó gọi thằng này mà. Gọi thằng này mà, gọi thằng student này mà đúng không? Thì thằng này nó sẽ tự động nó cộng chuỗi vào đây. Nó cộng chuỗi thì nó đi theo link kia. Bên kia thì nó liệu được không? Nó cộng chuỗi thì nó đi theo link kia. Thì em kích phía dưới nó đi theo. Ừ, chắc là vẫn phải sửa đúng không? Rồi, vào đây. Kích vào đây, đúng không? Nó bắt về đây nó mới chuẩn được, đúng không? Lượt. À, thì bây giờ sửa thì phải chỉnh lại cái logic ở trong service rồi. Logic module 2 thôi, thu. Bây giờ muốn sửa ra nào. Module 3. Mấy cái project rồi. có cốt của vợ nào? Có thể trả đấy ạ. Không, cốt của quái vợ ngắn á. Ngắn lắm, hai dòng thôi. Dựa luôn vào cái hàm file ID này để tìm xem cái student này có tồn tại hay không này, đúng không? Nếu mà sửa thì cái student này nó tồn tại rồi. Nó tồn tại trong list này rồi này, đúng không? Tồn tại trong cái list student này rồi. Còn là thêm mới thì nó sẽ chưa tồn tại trong list này đâu, đúng không? Nó sửa thì cái thằng student này nó phải tồn tại trong cái list này rồi. Khi mà sửa, đúng không? Tại vì khi mình kích vào sửa thì mình bắt được một cái ID không? Bắt được cái ID thì có phải là nó tìm trong list đấy, nó có một cái đối tượng student ở trong list rồi không? Thì nó sẽ tồn tại rồi thì mới sửa đấy, đúng không? Thì dựa luôn vào cái hàm file ID để tìm. Thì muốn tìm check điều kiện để xem cái thằng tiêu đơn trong list này có hay không thì check như nào. Cần phải vào for nữa không? Trong khi mình có đối tượng tiêu đơn ở đây rồi. Khi mà update thì chắc chắn nó phải gửi một đối tượng tiêu đơn về để nó update, đúng không? Hoặc là thêm mới, đúng không? Thêm mới thì nó cũng gửi về một đối tượng tiêu đơn, đúng không? Mà sửa thì nó cũng gửi về một đối tượng tiêu đơn. Chỉ có khác biệt ở chỗ là nếu mà sửa thì cái đối tượng đấy nó tồn tại trong cái thằng này rồi. Còn thêm mới thì cái đối tượng đấy nó chưa tồn tại trong thằng này, đúng không? Thì bây giờ để check cái đối tượng này tồn tại trong cái list này thì check nhá. Check gì? Mình đang dựa luôn hàm này này, mình đã triển khai rồi này, dựa luôn vào nó. Ừ, file ID đúng không? Dựa luôn vào hàm đấy thì phải là dùng luôn cái thằng file ID rồi. Muốn làm nào để lấy được cái ID ở trong cái được tiêu đơn này ra. Ừ, trong này phải lấy tiêu đơn. Chấm gì để lấy được ID ra? Chấm. Cái ID lấy được ID ra truyền vào đấy đúng không? Nếu như này thì có phải là nó sẽ gì? Khác luôn chứ đúng không? Thằng này nó đang trả về gì? Hoặc là luôn hoặc là không là một đối tượng đúng không? Thì đoạn này phải là check khác luôn chứ đúng không? Bằng luôn. Không bằng luôn đúng không? Nếu không mà luôn thì có nghĩa là mà sửa lại và lỗi sửa lại.
Mình đang viết thằng sửa trước mà. Chính như nào? Đấy. Student list chấm gì? Set. Set thì có hai cái, gọi là một cái index, một cái là object, đúng không? Bây giờ làm nào để lấy index của nó ra? Muốn lấy index ở trong list thì lấy qua phương thức nào? Index of, đúng không? Thì phải lấy student list đã, đúng không? Chấm này, index of này. Thì nó truyền chính cái object, truyền chính cái student này vào là được này. Ủa thì bây giờ mình sửa đi, mình muốn lấy được tiêu điện hiện tại là gì? Không, thằng kia là ngoài kia rồi, lấy chiều vào trong ấy. Tức là ném nguyên cái quả dòng trên file và... Đấy, bây giờ thằng tiêu điện này phải là tiêu điện hiện tại không? Không. Sao lại không? Bây giờ mình đã check cái điều kiện này rồi đúng không? Thì chắc chắn nó phải là tồn tại trong cái list này rồi chứ. Cứ thử đi, xem nó có lỗi không nhá. Đúng không? Em nghĩ là luôn ấy. Rồi, cứ thử xem có lỗi không nhá. Đã thử à? Trong cái thằng set thì còn một cái thằng nữa là gì? Truyền cái thằng đối tượng đấy luôn đúng không? Bây giờ anh thử truyền như này xem có được không? L thì anh add nhé. L thì là thêm mới. Thì lấy student ra, add vào list. À, cái thằng student vào list. Đây là cho phương thức grid. Đó. Rồi bây giờ sẽ vẫn phải tạo một cái pop mapping để có thể là thêm mới được và tạo ra cái thằng này để hứng các Adam sang đúng không? Bây giờ phải tạo ra một cái form edit để sâu đã, tạo ra một cái form edit để sâu thì mình copy nguyên cái thằng này để sửa nhá, copy nguyên cái thằng list này bên sang này. Rồi nhanh copy nguyên phút sang edit này. Để cái file. Mình copy sửa thôi cho nhanh. Detail cái gì đâu mà có. Em lấy cái bảng. Thì bây giờ bọn này nó chỉ bỏ cái file đi đúng không? File này không dùng. Đấy, thằng này bây giờ nó sẽ là vẫn phải lấy cái value ra đúng không? Vẫn lấy cái value cũ của nó ra. Thì phải nhập vào các input thì mình mới nhập được cái ô mới vào. Input này, tạo ra các ô input. Thì value của nó chính là những cái value cũ. Value. Thì bây giờ mình sẽ lém cái value ở đây nhá. Những cái này nó không phải ST nữa, mà nó lấy từ cái thằng update của lễ trang đấy, đúng không? Mình còn chưa set. Vậy lại, đừng có cho lời nhá, mình set chưa? Ở đây mình set rồi mà. Object có rồi mà. Nhưng mà cái này đang điều hướng, chưa điều hướng đến thằng edit đúng không? Thằng này phải điều hướng đến edit. Thì nó mới nhắc lệnh được. Đây, bây giờ sẽ nhắc lệnh này. Đấy, đúng không? Đấy, sẽ nhắc lệnh. À, thằng ID này thì mình không sửa đúng không? Thì mình đặt nó là hidden đi. Hidden thằng ID đi, thêm cái hidden ở đây là được. Bây giờ mình cần sửa các trường lame thôi. Mình sửa cái lame này. Cái lame này thì không dùng thẻ A nữa. Mình viết lại luôn nhá. Thì cái này là input này. Rồi, value, lấy cái value cũ của cái lame ra thì vẫn phải là $ student.lame để lấy tên ra này. Lấy cái value cũ ra.
Thì bây giờ mình muốn muốn nhập vào để nó bắt bắt được đúng không? Giống cũng giống như ngày xưa mình phải thêm cái trường name ở đây đúng không? Name name như này thì mới bắt được cái parameter từ input xuống. Giống như select thôi. Không khác gì. Mình vẫn đang dùng JSP mà. Tương tự cái thằng này lấy email đúng không? Thì mình có thể là gì? Ctrl D cái thằng kia sửa cho nhanh. Ctrl D luôn thằng này này. Ctrl D. Được phát nữa. Mình chỉ cần sửa thằng này thành email này. Đây là chấm mail. Chấm địa chỉ. Thằng này sẽ sửa thành địa chỉ. Đấy đúng không? Bây giờ cái thằng này này coi như nó là action của thằng sublet ngày xưa ấy, đúng không? Đúng thằng action đấy. Thì nó là bây giờ không phải là get mapping nữa mà là gì? À, cái phương thức này vẫn phải sâu ra nhá. Cái này vẫn phải sâu này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ phải xây dựng thêm một thằng nữa là post mapping để thực hiện action. Đó, post mapping. Sorry, post mapping như này chứ. Viết hàm dưới public module and view. Đây là action edit. Thằng này có cần phải lấy ID không? Có chứ đúng không? Thì vẫn là đến search nhá, update search ID. Thì muốn lấy ID của thằng này thì vẫn là thông qua gì? Path variable để lấy ID. Long ID để lấy ID. Bây giờ lấy thằng student theo ID này ra để sửa. Student, student bằng student service chấm ID của ID này thì lấy được student ra này. Bây giờ nó muốn sửa lại thì nó phải lấy các parameter ở bên này sang nữa đúng không? Lấy được các parameter từ các input này này. Từ các parameter từ thằng này. Thằng này. Thằng này đúng không? Thì bây giờ lấy parameter thông qua gì? Thông qua gì anh em để lấy được parameter nhỉ? Ngày xưa mình sẽ là gì chấm gì get parameter đúng không? Thì thằng này nó cũng phải giống giống tương tự như thế đúng không? Phải có allocation gì đấy liên quan đến parameter. Đúng không? Đấy a còng nó là gì request para ngày xưa là lấy para từ request đấy đúng không thì bây giờ nó là allocation request para đúng không nó tương tự như kiểu là lấy request tự lấy para từ request đấy thì bây giờ mình đặt ở output là gì thì mình sẽ phải quy ước nó ở đây đúng không là gì lấy para từ ô input lên này à. Thì bây giờ phải khai báo cái biến để hứng nó xuống rồi sinh lên em là string mà đúng không? Tương tự các param khác, request param email này. String email này, đúng không? Xuống dòng, xuống dòng đi. Thế thôi à? Phải request xuống dòng thoải mái mà. Request param địa chỉ. Sinh thằng JP này vẫn còn đang dườm già đấy, vẫn còn hai hàm ấy. Thì sang phần tới anh em chỉ dùng một hàm thôi. Vẫn còn đang dườm già, này vẫn đang dườm già đấy. Và bây giờ mình sẽ phải set tất cả các trường param kia vào đúng không? Student chấm set, set lên trước này, lên thì chính là cái thằng lên này. Student set email mail này student.set địa chỉ và bây giờ gọi service ra xếp nó vào là được student service.xếp xếp chính đang student vào rồi return module and view bây giờ mình đổ về list luôn đi cho nhanh chưa validate với đứa đi đổ thẳng với list đi
thì phải là gọi thằng module NPO ra để điều hướng về list đúng không? Module NPO bằng new module NPO. Điều hướng nó về student list. Và return module NPO. Không cần, mình sửa rồi mà. Mình sửa xong mình điều hướng về list mà. Đúng không? Thì bên này cũng phải có action chứ đúng không? Bên này cũng phải có một cái button hay cho thẻ form thì nó mới nhận được chứ đúng không? Là phải bọc vào thẻ form rồi. Cái action đến thì update. Update này. Xong rồi truyền cái ID vào. Truyền cái đô la. Nhận này. Cứ viết đi. À, đây đây là mình đang viết ở bên list rồi. Sorry. Viết ở bên edit chứ. À, không nhớ lại. Đây, form ở bên edit nhá. Form bị sai. Rồi. Bây giờ là gì? Action này. Đến này, update này. Rồi truyền cái đô la student id chấm id vào đây. Đấy. Mình biết là sửa thằng nào đúng không? Thì mình đưa toàn bộ cái thằng table này vào trong cái form đấy, kéo nó vào form. Thì thằng này cũng phải có một cái button nhá, đúng không? Button để thực hiện submit, submit form, type submit. Rồi. Button bút tông là submit rồi. Hay là edit update đúng không? Nó đúng cảnh. Tên vẫn ở trong form nhá. Nó phải submit form mà. Em để đâu cũng được, trong table cũng được. Cứ có type của submit thì nó sẽ submit thôi. Thôi bây giờ thử chạy lại nhá. Sửa em được không? Rồi bây giờ sửa bên này. Ấn vào edit thu đi. Bây giờ sửa thu thành gì vậy? Thu điếu. Thu nghiệm. Nghiệm. Rồi bây giờ sửa hai trường rồi đúng không? Update là nó sẽ quay lại list này. Không quay rồi. Chưa có method post thì phải đúng không? Chưa có method post ở đây nhá. Method post ở đây. Thêm method post vào. Em lâm lại nhé. Thu điếu. Ấn vào update này. Quay lại list thì không có à? Nó vẫn đang ở bắt trên vừa lập trên. Hắn vào reload lại. Thử lại nè. À, xoáy. Đây, quay lại rồi nhưng mà nó bị mất này. Đây, mình đang điều hướng về list rồi mà. À rồi, cái này nó sẽ dùng module view thì không chơi được rồi. Dùng cái gì thì mang được cảm biến. Đúng rồi, bây giờ phải đổi cái này thành string đi, không chơi module view nữa. Bỏ module view đi nhá. Mình sẽ dùng send write direct. Giống như cái thằng report send write direct ấy, đúng không? Thì bây giờ thằng này nó là write direct. Đấy. Hai chấm. Như này. Bây giờ mình muốn về đâu? Muốn về list đúng không? Thì là hoặc là sửa thôi, về sửa thôi hoặc là về sửa tiêu điền là được đúng không? Về sửa luôn. Đây, ngày xưa là mình dùng send write direct đúng không? Thì bây giờ nó là write direct. Nó không nhắc lệnh đâu nên là phải gõ đúng nha. Nhưng mà thay cái hàm của mình là string.
Hay đấy. Không, bây giờ thử test lại nha. À, lại sửa chữa nhá, thì mới return được cái chuỗi. Còn module view là đối tượng rồi. Rồi bây giờ sửa là thu điếu, sửa mỗi thu điếu nhá. Update này. Đấy. Thu điếu này. Thì vẫn cái hàm vừa lấy ở bên kia service vẫn dùng được nhưng ai không dùng được. Đấy. Hàm này vẫn dùng bình thường. Đây đúng không? Chỗ này vẫn dùng bình thường nhá. Tại vì cái student này nó đã biết cái thằng index of này là nó trả vào một object mà. Cái object ở trong cái list là chính là cái object tồn tại trong list đúng không? Thì nó sẽ trả về được cái index tướng mà. Mà cái thằng này thì có phải là nó đã là cái object ở trong list rồi không? Có được. Nhiều thế. Đâu sửa đổi gì đâu, bởi vì là trong này mình chỉ xét lại các thuộc tính của nó thôi mà, mình có sửa đổi cái gì đâu. Ừ. Thế là sửa từ sửa bài đăng khác đi, xem có lỗi không, đúng không? Sửa thu điếu rồi đúng không? Đi xóa đi đúng không? Đi đúng không? Sửa chuẩn đúng không? Sửa chuẩn. Quay được về trang kia. Chuẩn gà đúng không? Chuẩn gà. Đi đâu? Đi đúng không? Hả? Đâu, nói gì anh em xem lại cú pháp đi. Với 400 luôn. Không phải redirect từ redirect này là redirect đến cái ánh xạ của mình quy định ấy. Mình đang redirect đến cái ánh xạ này này. Một hoặc là em redirect đến student đúng không? Hoặc là em redirect đến sượt thôi. Redirect này là redirect đến cái ánh xạ mà nó sẽ gọi đến controller vậy. À đây thua mà. Dạ. 400 á. The server cannot set request. Quay lại post mapping nhở. Post mapping update ID. Set. Một hai cái file list. Bây giờ còn chưa xong được form á. Xong được form rồi. Xong chỉ giống tiếp là gì lỗi. Tiếp vào chết. Ôi đây là ghét. Đâu chạy từ đâu mà. Đây thằng này ghét này. Chào thầy, chào các bạn. Tôi cho thầy gặp bạn Vân mấy. Ôi à. Tìm Vân đúng quá. Vân này đang mất. Vân đang gặp mất. Cái kia. Form rồi. Không cả gì ấy. Vẫn là chết à? Đâu. Trời ơi chết. Sai thì chết. Update code không có ID kìa. Update code khỏi chống kìa. À, thế thì cái đoạn này rồi, action rồi, chứ action thì sao? Ấy, pop up thì update đi đấy. Đấy, cái gì này? Cái gì? Action cái gì đây? Update update. Xin. Xin này mà. Cái gì này sao mê thốt này? Gạch, xong rồi action thì lại là pop. Các bạn đang vừa pop vừa nhớ cái này đấy. Nó được không?
Đây này, thấy chưa? Cái đoạn này dòng 43 này. Đấy. Cái file ngay từ đây rồi thì nó trượt làm sao được thằng đấy nữa. Không chuyển chính cái thằng này lên thì trượt làm sao được. Ông file rồi sau lại set lại. Của mình ấy, là cái đoạn này là new này. New student. Xong mình bắt đầu mình set lại cái thuộc tính của khúc vào này. Thì nó không nhận được là đúng rồi. Thì lấy cái thằng ở trong list ra sửa chứ sao lại lưu. Thầy lấy lại tìm luôn cái thằng này thầy set lại thì khác gì. Đúng rồi. Là thì em lên code. Nhưng mà dài thêm 3 dòng. Alo. Đấy, chỉ có đúng 3 cái số thêm thôi. Cái này em xác định mới này xem có bao nhiêu cái thớt nào. Tập 4 cái thớt này. Cái này dài có nhiều rồi. Dài. Thế là thấy phải ngay từ đoạn này rồi thì sao mà trượt nữa. Lên dài hơn. Dài hơn. Nhưng mà chuẩn logic sửa nó phải thế đấy. Sao nó phải lấy ID ở trên này xuống để sửa mà. Chỉ có đi test thêm lần nữa. Phải xuống hết. Ủa thì cái xuống đi lại chỉ cần get bắt tin sao. Cái đi theo này. Nhà vào một phát luôn. Đốt phải xài. Có mà này. À chắc vừa nãy là xem thầy demo sau đó này. Căn cho D 2 gác đúng không? Thì người kia đẻ ra một cái method không biết làm gì nữa. Thôi con số chưa đặt này thôi à. Thế mới để xóa đi. Đưa biểu ừ. Submit thì xong, có submit rồi, triển khai với cái submit tí tí thôi. Trên nữa. Có trang chủ à? Release. Lên code lúc nhanh. Ôi sao cái gì đấy. Ơi sao con đi tận luôn này. Xin chị quan trọng đến muộn rồi ba điểm cái câu mà chị nói với chị Yến project là xin chị ấy 2 tiếng rồi tiếng hoặc 1 tiếng thôi nhưng mà nó thành bài hơi nặng rồi xin chị với thầy áp đi nhau xem đúng 21 lần đi nhá 21 lần nhiều quá ô tưởng con chiều ôi Yến đến rồi á ôi nâng nữa đúng lúc thật làm bài xong nha. Em định lựa đúng lúc để thầy xong rồi em xem video và ôi ôi Yến định có nốt tin lành còn lại Yến có nốt xóa đấy em chưa quan trọng thế rồi xóa trước thêm sao xóa hết thì em không còn cái gì nhưng mà Yến chúng ta có đâu Yến còn thiếu nó chỉ đấy là còn chưa có cái cột thêm các sân vào này
Vẫn phải bắt ID để đi. Vâng, bắt ID. Dưới ngắn thì trên dài. Hay. Em có hiểu gì đâu. Thì đây sao lại phò cùng gì đây? Ngã. Gì đây? Mấy cái này dễ. Mấy một con gì? Đó, em biết rồi, kiểu anh làm phi này đi thì tao đi mua gì, nhưng mà thôi. Người khó ta vậy ạ. Thế sợ khó quá với mọi người. Xây dựng ra hàng file ID nó chạy một vòng kho rồi. Đây nhà mình. Đó. Đây đang quay để thấy up trên YouTube mà. Thôi. Mình học sinh. Khó. Ít thôi. Trên anh chức năng xóa. Đấy, anh cứ nói à, em lại không biết viết gì để học. Chào anh Vượng, có gì sửa em đợi anh. Đi tuần gì? Đi xong rồi. Để còn lại đi mua ID này. Hơi công cảnh. Cái gì anh? Hả? Cái gì anh? Đúng rồi. Ừ đúng rồi. Đi mua y mà, vừa nãy em viết nhầm thành gì? Mua ID. Đây à? Rồi. 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 Con span 2. Đấy. Xong rồi sửa cái edit bằng action. Đâu rồi? Action controller. À đâu quên này, action. Đáng gì? Anh biết em hát. Cơm. Đấy. ID vào này. Link.
Lexing. Có anh xin. Sao? Đi cái tập chụp viên một đi. Mình đâu nhỉ? Mình à? Mình ăn gì? Mình ơi? Mình sẽ ăn lắm, gọi gì ăn phải được. Student. Cái gì mày coi nữa thằng này? À quên, phin này. Lộn. Lại quên tay. Đi xong. Đi tơn tới thằng. Chạy thử heo nó chạy hơn. Sợ sẽ delete id để là tên rồi chạy rồi, chạy không? Thực ra thì em nó bảo Minh rồi. Em làm cái gì? Ăn bạn đang nào chả thắng à? Hảo rồi. Gì chả với nhá, gì sợ đâu nó chênh lệch. Chia thằng nào chả thắng được. Em bảo rồi, Phan Đi Bùn phải tuyệt vọng lắm, hy vọng. Không còn biết hy vọng một đội nào nữa. Nguyên gì chả có gì nhỉ? Mất bắn người thịt. Nào bán rẻ với Mao rồi. Cái lắm mà ăn nhiều cho quen. Không. Còn sao bán rẻ với Mao. Tôi sẽ chị làm không? Không. Em này ấy thì em này để cho chị đi. Ừ, chị xem có gì chị không hiểu chị hỏi. Sao anh không đặt edit cái trình. Em nhiều. Mày đang đang ra hạn đang lốt rồi sao mà nó cái này con này mau về thay cho vẫn có nhỉ đi bảo sao lỗi về Lego đang mang về tìm ra Lego à tìm ra Lego làm conflict em đã bảo là cái sừng nó giống cái thẻ A ấy. Hai trắng xuống với input ở đằng dưới. Nhớ là form để là có cái sừng đó. Ai sợ đấy. Có ai gì cho nó cái ẩn dưới hệ thống không? Ẩn đi. Ẩn là luôn luôn chắc bài không? Nói chiếu chưa bài đều không? Muốn đi đâu? Đã quên đấy. Cần chân đưa không cần chân cái tay label đấy. Có ai gì cứ bình tĩnh. Hơi công cảnh, mày rồi. Vì là can chân D xong can chân X xong rồi can chân B bỏ thở được. Rất cầu gành. Yêu kêu nhỉ. Mi biết nào. Nhắc lại grid hai set hai là rồi anh thêm cái nữa vào cuối thế nào có gì anh bật là mình làm lên video đấy ok luôn nào đi anh tờ đi. Đây là center giữa trang của tất cả đều đâu máy chữ của mình là thôi được không? Email ăn viết email cái làm cái gì email từng con chữ đây
Ok á. Nhất bắc binh là phải xấu form. Em nhé. Không có sâu, nhảy hơn. Form này vậy anh ạ? Trên thầy có số nhỉ? Không. Các bạn nên chuẩn bị xem. Đầu là em không biết hay đâu, nhưng mà lúc mà sai hết rồi sau thêm mới vào nó bị bug thì thôi biết luôn. Ở dưới đây có mà, của em có mà. Thay email mà, để thay email được mà. Vâng, em đánh khác.
Sao? Giả khi nào hiểu thôi. Chiều nay mình còn có cái kèo 3 triệu cơ. Kìa, kèo 3 triệu nào đấy anh chạy. Thần Côn. Thần Côn 15 phong viên 10 cái. 2 sao biết. Em đổi email nhé. Còn thằng đâu nhỉ, em biết em đổi thằng email đi. À đây, đổi rồi. Rồi, có lead, có lead đấy. Đấy chứ phải kiểm tra. Cho dưới đây hay trên này anh thích trên nhá. Cái này để gì nó toàn ăn một thôi bút tần nữa nhá. Nó to ấy. Tần là to. Tần. Thường là phải cái A phải từ ngoài cả các bạn. Đâu chẳng được. Không cần biết tiến trình, chỉ cần điều hướng kiểu như từ hàng lead đúng không? To ấy. Thằng student này chạy bằng Chris này. Thì chỗ này đọc. Chỗ này bỏ. Trên nó có sẵn student rồi, cái chỉ cần Chris thôi. Rồi. Cái còn chỗ này, cái chỗ mà lúc mà lead này em quên đấy. Không biết này thì đúng rồi, cái này thì để đúng không? Ai để đúng rồi đúng không? Kệ đâu, em thêm mà. Ok á, có em thêm mà. Chạy thử đi biết. Tự nhiên bảo thầy thêm. Sửa lại. Một pha luôn hơi khó. Một pha luôn chắc chỉ có anh Chuân đấy. Một xuân đấy đâu. Ok. Ôi trời ơi. Không sao. Thôi rồi, thôi rồi. Dạng thầy ít thì đây là thiếu bề rồi. Tính đang hoạt động được, không quan trọng. Rồi, sao cứ thử đi xem nó Nam trai. Bạn trai của Huy. Nam là nam, ok. Em trên nam ạ. Đấy, thì em đổi lại. Thì như là đấy, như là thầy nhớ chưa? Linh là người yêu cũ. Linh là người yêu cũ. Thử phát. Không action suộc cũng được mà. Kéo cho nhầm thêm ao ở chỗ khác. À, form submit update mà. Đây là detail. Đến vào đây detail. Ê, nhưng mà là có nội dung gì thẻ A nhưng mà nó hiện. Bắt rồi. Có chữ bắt kìa. À, có chữ bắt rồi. Đây nhá, ở đâu nhỉ? Form edit mà, cái kia đang detail. Ờ, đúng rồi, form edit đâu. Ờ, edit theo đó. Cảm trông xe, cảm trông về. Kia là detail mà em. Hả? Cái bắt của em đi. Em đang vào nút detail thì lấy đâu ra, nút bắt đấy. Mình có cái sản các chàng rồi. Mà cái... Meet update. Đúng rồi, để em vào đi theo mà. Để đi. Đúng rồi, cho vào edit nữa. Không, không, chạy. Đi theo đó. Không, cái chỗ này Yến xem phép phát một đọc có A sao suộc tôi là xong một tính năng. Thuy giải thích từ đầu bài cho chị. Chính giải thích rồi. Thế đi lại có chưa? Rồi rồi. Mở xóa hết đi ạ. Mới. Rồi rồi.
Ừ, em có ít rồi thì ôi mày về chỉnh về đơ vào cái chỗ này đi xem nào, nhìn nó trông mình tiến chỉnh có tí nữa chỉnh sau cứ xóa đi không thêm làm mới đấy cả. À, đi tăng lên 4 rồi. Xóa đi thêm thằng mới để xem nó lên 1 chữ ạ. Để cho nó chuẩn nhé. Béo rồi. Chuẩn. À, thôi. Nhìn đi. Đấy đi. Ôi trời. Mà button của mình có BR rồi mà sao nó không nhảy à? Bây giờ sao mình put? Đấy có mà anh đợi. Trên mình vừa mình paste hai cái trên bây giờ có. Đây, BR đây. Thế phát BR nó. Hai BR rồi mày. Ừ, đúng rồi, bởi vì nó xuống rồi, không phải có dít ở đây, mình xuống rồi. Đấy, ok anh. Không, chị Yến không hiểu nào thì chào em cũng chạy đây. Chào đến video gửi lên cho chị. Hôm nay em nhờ anh Sơn lên thức mình chả hiểu được luôn. Ok. Một dòng. Đúng rồi thế. Sơn là nó bây giờ phải nhớ. Đúng rồi. Em biết rồi, kiểu anh làm phim ID gì, tao demo gì, nhưng mà thôi. Người khó ta vậy ạ. Thế sợ khó quá với mọi người. Xây dựng ra hàm file ID nó chạy một vòng for rồi. Mình nhà mình. Đang quay thấy app trên YouTube mà. Mình học sinh. Khó. Ít thôi. Trên anh chức năng xóa. Anh cứ nói với em này. Không biết viết gì này, học. Chào anh Vượng, có gì sửa em đợi anh nhé. Thôi, không đi tương gì. Thằng đấy chưa? Này, tiêu đường list xuống đường đi mua file bài đi. Xong. Đã, còn lại đi mua ID này. Chết dở. Hơi công cảnh. Cái gì anh? Hả? Cái gì anh? Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Đi mua y mà, vừa nãy em viết nhầm thành mua ID. Action controller. À đâu quên này, action. Từ hắn đi. Anh biết em phát. Cơm.
ID vào này. Link. Link stream. Có action. Đi cái tập chủ truyền một đi. Mình đâu nhỉ? Mình ăn gì Minh ơi? Mình sẽ ăn mọi gì ăn phải được. Student. Student. À quên, Finn này. Lọn. Lại quên tay. Đi xong. Đi tên tới thằng. Chạy thử theo nó chạy hơn. Không sợ sai. Delete ID. Để là tên rồi. Chạy. Rồi, chạy không? Thực ra thì em đã bảo Minh rồi. Em làm cái gì? Đang nào trả thắng à? Hảo rồi. Gì trả với nghĩa gì? Sao đâu nó chênh lệch. Chị ra thắng được. Đã bảo rồi, Phan Yung phải tuyệt vọng lắm, hy vọng. Không còn biết hy vọng của đội nào nữa. Nguyên gì trả lời. À, gì nhỉ? Muốn đắng nhiều thịt. Nhà tập tận mừng đào bán rẻ mua bao nhiêu đấy quen làm sao bán rẻ mới mau chị làm không chị em này ngấy thì em này để cho chị. Đang ra hạn download rồi sao? Mà cái này con được. Anh chờ tôi. Vẫn có nhỉ? Đi bảo sao lỗi? Về Lego đang mang về ơi. Tìm ra Lego à? Tìm ra Lego là conflict. Em đã bảo cái sừng này nó giống với thẻ A ấy. Hai chấm đằng xuống mới input ở đằng dưới. Nhớ là form để lơ thằng ngoài sừng đó. Ai sợ đấy. Có ai gì từ 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 từ. Không cho nó ẩn dưới hệ thống đúng không? Ẩn dưới ẩn là luôn luôn chắc bài đúng không? Ngoài chưa bài đều đã thôi. Muốn đi đâu? Đáng quên đấy. Cần chân đưa không cần chân cái tay label đấy. Có ai gì cứ bình tĩnh. Hơi công cảnh. Mày. Rồi. Vì là Canton D xong Canton X xong rồi Canton B. Bỏ. Ở đâu. Rất cầu gành. Đi kêu nhỉ. Mi biết là nhắc lại grid hai đây nó center giữa trang của tất cả đều đâu cái chữ của cái thôi 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 rồi đúng không email address này email này email
Đừng có chơi đâu rồi. Ok á. Nên mắc binh là phải xấu phó mà. Không có sâu, nhảy không anh? Phó này vậy anh ạ? Trên thầy có xuống nhỉ? Không đúng. À, quên quên rồi. Không, lúc đầu là em không biết ai đâu, mà lúc mà sai hết rồi sau thêm mới vào nó bị bug thì thôi biết luôn. Ở dưới đây có mà, của em có mà. Thay email mà, để thay email được mà.
Vâng, em đánh phát. Không sao. Giả khi nào hiểu thôi. Hôm nay có xe thứ 6 rồi anh. Chiều nay còn có cái kèo 3 triệu cơ. Kìa, kèo 3 triệu nào đấy anh chạy. Thần côn. Thần côn. 15 có 10 cái. Đấy, submit. Chạy đi. Để em gọi thằng email đấy. Còn thằng đâu nhỉ, edit gọi email đi. Đây, đổi rồi. Thằng nó create gì à phải không? Thôi. Thằng nó create. Có lead, có lead đấy. Đấy thì phải kiểm tra. Thì phải có đi đấy. Cho dưới đây hay trên này, anh cứ trên nhá. Cái này để gì nó to nhỉ? Ăn một thôi button nữa nhỉ. Nó to ấy. Button nó tự nó to. Thường nào phải cái A thì được ngoài cả. Đâu chẳng được. Chị sao bấm được. Cứ bấm được là được. Không quan trọng bình thường thì không quan trọng ở trong này. Bấm dễ. Không biết nhưng mà các bài trước thì Student Chris. Chris. Chán rồi chẳng nghĩ sợ bấm lên góc không nhận. Bấm lên cái chữ là không nhận. Không 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 phải dập khuôn đâu. Chỉ cứ làm nào mà nó chạy được. Biết là sao mà làm cho người dùng dễ bấm thôi. Để này anh à? Không không cần biết tiến trình, chỉ cần biết. Không em đang điều hướng như kiểu như thằng lead đúng không? Là thằng student này, chạy bằng clip này. Tiên kia thêm student gì cho mệt. Thì chỗ này đọc. Chỗ này bỏ. Trên nó có sẵn student rồi, cái này chỉ cần clip thôi. Rồi. Cái còn chỗ này, cái chỗ mà lúc mà lead này em quên đấy. Không biết này thì đúng rồi, cái này thì để đúng rồi. Ai để đúng rồi đúng không? Đâu, em thêm mà. Ơ kìa. Có em mà em thêm mà. Chạy thử đi biết. Nhiên bảo thầy thêm. Sửa lại. Có phải đâu sửa lại. Một phát ăn luôn. Một phát luôn hơi khó. Một phát luôn chắc chỉ có anh Chuân đấy. Một xuân đấy đâu. Clip cái. Ok. Ôi trời ơi. Không sao. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Thầy ít rồi. Thầy ít rồi. Thầy này là thiếu bề rồi. Tính đang hoạt động còn được. Không quan trọng. Được rồi. Sao cứ thử đi xem nó. Nam bạn trai. Bạn trai của Huy. Nam là nam, ok. Em tên nào ạ? Em sẽ đi sẽ tự nhiên. Đấy, chị em đổi lại. Thì như là đấy, nhớ là thầy nhớ chưa? Linh là Linh. Linh là người yêu cũ. Đấy, bảo đấy. Đấy, cho người yêu cũ. Để là tè luôn. Thêm không để là tè luôn. Được chưa? Xóa hơn. Xóa hết đây rồi, tỏ lên rồi, nó mượt bà mà. Đi nào. Thử phát. Không action suộc cũng được mà. Chạy mà. Kéo cho nhầm thêm A vào chỗ khác. À, form submit update mà. Đây là detail. Đến vào đây detail. Ê, nhưng mà nó có nội dung gì thẻ A nhưng mà nó hiện. Bắt rồi. Có chữ bắt kìa. À, có chữ bắt rồi. Đây nhá, ở đâu nhỉ? Form edit mà, cái kia đang detail. Ờ, đúng rồi, form edit đâu. Có edit thêm. Cần trong C, cần trong V. Kìa là detail mà em. Hả? Cái bắt của em đi. Em đang vào nút detail thì lấy đâu ra cái nút bắt đấy. Mình có cách sang các trang rồi. Vào cái meet update. Đúng rồi, để đi em vào đi theo chứ phải. Đấy em vào đi theo mà. Để đi. Ừ đúng rồi, cho vào edit nữa. Anh mà mày copy cho vào hết tất cả. Đừng vào hết nữa, không chạy phải sửa một lần. Không không, chạy. Không chạy. Đi theo đâu. Tự nhiên chị Yến ở chân lên rồi. Nữa. Không, cái chỗ này Yến xem phát phát một đọc có A, thao suộc tôi là xong, một tính năng. Thuy giải thích từ đầu bài
kìa. Yeah. Chính giải thích rồi. Đi đã có chưa? Rồi rồi. Mở xóa hết đi ạ. Mới. Rồi rồi. Rồi em rồi mày về chỉnh bé đơ vào cái chỗ này đi xem nào nhìn nó trông. Mình tiến chỉnh có tí nữa chỉnh sau. Cứ xóa hết đi, không thêm làm mới. À, đi tăng lên 4 rồi. Đấy, đi thêm thằng mới để xem nó lên 1 chưa ạ. Để cho nó chuẩn đi ạ. Béo rồi. Chuẩn. Rồi, thôi. Nhìn đi. Lấy đi. Đủ nhỉ anh? Đủ đủ. Thôi, thôi đi. Nói này cho dễ. Thôi, được. Mà button của mình có BR rồi mà sao nó không nhảy à? BR sau input. Đấy, có mà anh, đợi. Đây, BR, BR đây. Thêm phát BR nào. Hai BR rồi mày. Ừ, đúng rồi, bởi vì nó xuống rồi, không phải có lít ở đây, mình xuống rồi. Đấy. Ok nha. Không chị Yến không hiểu nào thì chạy đi video gửi cho anh. Hôm nay em nhờ anh Sơn thuyết minh sao. Anh nghe thuyết minh chả hiểu được mà. Ok. Một dòng. Đúng rồi thế. Đúng rồi. Ui sướng quá.